Rồi, coi mấy người anh TS ha. Biết chơi game không á? Giai điệu đồng nhất đồ, sức mạnh tình bạn giai điệu đồng nhất. Lượt mình luôn nha. Cảm Để ơn tìm mẹ. sói nha, để mình Ê, sói tìm sau đây nha. Vậy đi bơi, vậy đi bơi, vậy đi bơi. Được rồi, anh giết, anh giết, được, anh giết được. Mình đâu không gờ, mình đâu không gờ. À, anh giết được, anh nó còn đang cưa. Từ từ, em quay, mình quay lại nè. Từ từ nè, từ từ nè. Được. Mạnh lắm, anh mạnh lắm, anh mạnh lắm. Ở giữ em mid end luôn sao? Ở giữ em boss luôn, giữ em boss luôn, giữ em boss luôn, giữ em boss end luôn, end luôn. Ok. Theo em boss end được, end được, end được. Hảo béo từ lúc nào mà trở thành nam luôn vậy? Không còn là một người em à. Sau một khoảng thời gian, Hảo béo bây giờ là trở thành một người anh luôn mọi người à. Cảm ơn anh Thảo nha. Cảm ơn em nhiều anh Thảo. Giờ địa cũng thành anh. Dây gót mà còn nắm dây gót cũng là anh luôn. Bên TS chơi lớn vậy. Cho luôn bít cát của bạn bít luôn hả? Kinh vậy. cho luôn bít cát bạn bít luôn. Nói ngày ghen là đầu mùi giới gách à. Tính ra bụi mập đang nói ngày ghen là đầu mùi giới gách à. Lấy xe lá lần này luôn cũng được, nếu tự tin. Lấy xe lá luôn này, cái chứ xe lá hả? Lấy xe lá đúng không ạ? Tùy thôi. Sao? Thì xe quen hoặc ai gì mà thích to. Ai gì cũng. Cảm ơn Hiếu từng nha. Rồi, ai gì đi anh, ai gì. Ai gì hả? Xe lá top là anh đánh cẩn thận nha, em lên mua là nó gần em đó. Đánh được đúng không? Đánh được đúng không? Xạo béo canh mất quy là nó có thể nó ra nha, nó lấy lá đó. Tùy em ơi. Mới vô thì được thì rải mắt. Thôi chừng nó qua nó cướp rét mình, nhớ là nó cướp rét mình. Em cũng chạy nhanh rồi. Hero là đánh cẩn thận mấy cái quay nha, kêu kia lên, nhớ chưa? Năm nào ba dạng người chơi và tôi xin chúc cho họ, tức là chúc cho cả team Six Mình sẽ có thành công ở trong trận đánh chậm trong ngày thi đấu hôm nay. Ok, mình nhìn nó lâm mà tính hết rồi. Lấy bao anh combo rồi em thôi. Ok, anh cào bên dưới rồi. Mày mày dưới luôn. Thôi. Ủa, anh cào gần ngoài đây nè. Xe nai chứ. Pha này Hero lạnh lùng quá vậy. Pha này Hero lạnh lùng quá rồi. Dưới rồi. Thôi. Ủa, anh cao gần ngoài đây nè. Xe nai chứ gần ngoài đây. Em nè, có em nè. Đứng ở đâu? Gần trên. Giờ nó biến về rồi, Sáu dưới luôn, thay luôn. 10 giây nó biết nó xuống nha. Sao biết nó hết mana, không làm gì được. Chết luôn không? Rồi, ok rồi. Để nó phá nó. Bót hết bèo luôn rồi đó. Thì bị dưới luôn. Ăn luôn đi. Ăn hàng rồi đánh được không vậy? Anh hết nuốt. Ăn đi. Mất chứ người mà. Ăn đi, tập trung ăn đi nè. Ăn lẹ đây. Hậu béo đứng ra. Bố quận nằm á, mình đang đánh bố quận nằm á. Đánh xuống dưới đi anh hả? Con cốc kia nó bay nha. Được kia. Để cốc kia trước nha, Tại này là không đồng nhất nha, tại này là không đồng điệu nha. Chạy. Pha này là không đồng điệu đó. Chạy luôn. Có kỳ không lát. Có kỳ còn đồng hồ nha. Pha này là giai điệu nó không đồng điệu đó. Xe phiên không lát. Rồi. Mất đi. Có kỳ lát thì sao? Xe phiên không lát luôn. Có kỳ với xe phiên không lát. Giờ đội hình nó dễ chơi lắm. Đi nó bu vô là... Từ từ thôi. À, chém bà. Nó muốn qua đòn á. Về tới đây được. Nó biết chờ ấy nhờ. Phải đánh đi. Đánh luôn. Canh lên được, kéo được. Anh đúp nè. Anh đúp được ok nè. Anh nút nó về luôn nè. Anh tới đây không có đam rồi. Ông máy dịp xanh mình dở. Còn anh hỏi mày đang làm cái gì nữa? Tụi bay quýnh đội hình Singapore thôi, coi là mày ăn trước hai mạng xong mày chết là hai mạng là sao? Mày xuống là phải lấy cái trụ boss không? Mà game này phải nó đi đâu giết tới đó không? Còn bây giờ team thiếu đam mày phải lên cái rìu chứ. Em phải lên đam giống như hôm bữa chơi á, mà làm cái mấy con như
selfie với ác một cái rồi đi luôn. Tự nhiên cái game, cái game này nó kiểu như mình xíu nam vật lý nó mày đi lên cái kia. Rồi mày lên cái kia thì bây giờ cái món 2 mày lên, giờ mày lên tăng đúng không? Món 2 mày lên giáp máu luôn đi, rồi mày đưa cái mặt cho nó bóc đi. Rồi mày hồi máu lên rồi mày quýnh. Trời ơi, tới giờ này mà tụi bay lên đồ mà không biết lên nữa. Còn mày đánh Silas á, mày lấy cái ulti này đi, rồi con Gna nó bay vô mày hút mày giết nó luôn. Sao mày cứ mặc định mày phải lấy con này rồi mày bay vô mày hất 4 hất 5. Mày chơi game mày đâu có cần làm gì đâu, con nào vô mày giết nó trước nó nhảy vô rồi mày lấy ulti này mày hút nó rồi nguyên đam dồn là nó chết. Mấy cái cặp boss nó đánh vậy luôn rồi đó, mới đánh nhìn tụi bay nè. Tính ra giỏi chứ. Tính ra đánh mà bị sấy kiểu đó mà vẫn quay trở lại được, thắng ngược lại 2-0 là giỏi chứ. Nhưng mà game 1 tụi nó đánh áp đảo mà đúng không? Game 1 đầu game tụi nó đánh áp đảo mà đúng không? Tại vì tôi cũng chưa coi game 1 TS với lại XGB. Trời ơi. Tính ra vậy là giỏi luôn rồi. Mùi mặt sấy mà tụi nó còn chịu được. Nếu hiểu sao thầy Liêu sấy thì giỏi hết mày. Mùa bạc sấy thì chịu được, mà thầy Liêu sấy thì giỏi hết, không nào chống cự lại được. Không hiểu nha. Lạ nha. Chắc là anti Liêu Lâm Lập rồi, chắc là anti Liêu Lâm Lập không rồi. Chắc là nó nói Liêu Lâm Lập này đâu rồi với cách. Xem phim thì mình đánh chạy sai nó từ lúc thì sao? Nó nói nguội là một quyền đội sống của làng Liêu Minh đội Việt Nam, còn Liêu Lâm Lộng chỉ là một thằng 269 quèn đầu bùi dễ gắt. Chú Nguyễn Hoàng nha. Không, nhưng mà game 1 tôi coi mid check á, tôi thấy tụi nó đánh không có đồng điệu cho lắm. Lấy Silas luôn đi. Lấy Silas luôn đi. Nếu mình có thể chơi Pokemon lâu rồi nữa anh mỗi. Mấy con ăn gì đó. Dạ. Nó. Nhiều rồi. Ra tốt. Có thể mọi đời rồi. Mọi đời boss. Cho người khác nha. Mọi đời boss. Thầy Liêu giọng chợ quá hả? Thầy Liêu giọng chợ quá hả? Không á, nó đợi đi lén. Nó, mọi đời đó, phiêu ra mất. Ừ, một trong hai con đó nó quát với nhau thôi. Team này thì có thằng hai thằng carry mạnh nè, thằng Hậu với là FD mạnh quá. Nó carry tốt quá. Cho nó carry là nó carry tới luôn. Nhưng mà đội mình đang chuẩn với lại con Seja đang cũng nhiều. Rồi đang ra đi. Em nghĩ là con Fiora sẽ đi top về quen tại vì nó kèo chơm. Thì nó đẩy con Bonner ra xong chung với em. Mình chỉ cần mình ồ vô mình giết con được con Seraphine là nó no down. Nhưng mà cái kèo mít á là có thể làm Fiora mít nè. Tiền pha đánh con rồng nó farm không mà nó găng lắm. Nhưng mà level 6 nó mạnh nha, nó biến rồng nó lên tăng là nó cũng mạnh á. Tự tin đánh nha, không thua được đâu nè. Tính ra hậu béo trưởng thành quá chứ. Vậy mà vẫn chưa không chịu đổi nhiệt. Cô nên xin Liêu Đông Lộc đéo hiểu kiểu gì. Model không được, model không được, không tốc hành luôn, không được, không tốc hành luôn anh em. Không tốc hành đâu. Chứ được mà đúng không? Rồi. Áp luôn kìa. Nè con hả? Lượn ơi. Amit qua được, qua được. Bắt qua được, mất được xong. Bắt luôn. Anh có tam cánh không? Rộng à. Nó thiếu người đó anh em. Tam cánh em đúng rồi đó. Nhìn cái đội hình team 2 của XGB hơi bị đù quá. Rồi thôi, lượn tới đi con. Em có gì đâu rồi đó. Phiêu ra TP trong blue mình á, trong blue mình phiêu ra. Này canh đánh này anh em. Đánh lên trên luôn nha, đánh lên trên luôn nha. Vậy mà hậu bé mắc tin quá vậy. Chiếc Seraphine á, chiếc Seraphine được á. Nào nha. Ok. Yếu hết cả. Chạy đi. Năm gen có rồi, nhìn anh nè. Đánh đi, anh nhìn gần cho anh. Bắt đầu luôn sao, anh em? Không lát đâu, bắt đầu luôn, được. Ok, anh còn rồi, còn lát nè. Em về nhà. Muốn đồng này. Rồi. Rồi, bán nhà trường. Quán. Được. Hả,
Ali nữa anh em tới nha. Em nó tới nha, em nó tới. Vậy đi bơi, vậy đi bơi, vậy đi bơi. Anh giết, được. Anh giết được. Không gờ, không gờ. À, anh giết không được, anh nó còn răng cua. Anh giết được, ủa anh giết không được. Từ từ, em quay lại. Nhưng mà team anh làm được. Higo tới chơi. Mạnh lắm anh, mạnh lắm. Higo tới chơi. Vũ em biết em luôn sao? Vũ em bóp luôn, Vũ em bóp luôn. Ok, theo quay bóp em được. Nhưng mà đang có Higo, chứ không kêu. Được, nó không đi được đâu, mình có lý mặt đó. Thôi là anh em, tự tin nói, cứ tự tin đánh tụi nó bình thường lắm luôn á. Cái pha đó anh nghĩ cái pha chủ hai bóp là phải đợi. Em phải đợi lát lên chụp trước là lấy máu. Cái lúc mà nó tụ nè là em phải đợi lát. Cái lúc đó đó em đợi lát đó. Em đợi lát đó. Em đợi lát em đánh liền. Anh định đợi lát ngay cái lúc mà em đang đam á, anh thời. Anh chậm á nè, nè lúc này nè. Anh thấy nó lỗi nên đánh luôn á. Mà cái pha này hero đừng có TP. Anh định đợi lát ngược lại nè, nhưng mà anh mất e, anh định e thôi. Quyết là Duy Su Hào à, quyết là Duy Su Hào à. Pha chủ hai trên top á. TB ăn bạn lính đi bộ lên cãi dương đâu, người ta bàn với nhau là cái pha đó là lát, và Achi thấy vậy Su Hào đồng tình với lại Achi. Em đánh rồi, anh định cho lát như lúc mà em đang đam á. Cãi đâu mà cãi, nhét chữ đừng em Su Hào bình thường lắm luôn á, nhét chữ đừng em. Cái pha đó anh nghĩ cái pha chủ hai bóp là phải đợi em hồi lát lên chụp trước là lấy máu. Cái lúc mà nó tụ nè là em phải đợi lát. Cái lúc đó đó em định cho lát đó, người ta hay cái kiến đồng nhất. Anh định cờ lát ngay cái lúc mà em đang đam á, anh thời. Anh chậm á nè, nè lúc này nè. Anh thấy nó lỗi nên anh đánh luôn á. Mà cái pha này hero đừng có TP. Lát ngược lại nè, nhưng mà anh mất cái e. Anh mất cái e thôi, rồi lát. Cái pha này còn ban lính TP chi vậy? Pha trụ 2 trên top á. Thọt quá, TP lên thang. TP ăn ban lính đi bộ lên. Pha này tự nhiên mất cái e chứ. Nhờ TP đó mới ăn được ba nát chủ anh mỗi. Đẩy kịp cho anh đi bộ kịp mà. Tại vì cái quay nó đâu có chạm đâu. TP lên ăn ban lính thọt quá rồi. Em đọc quá, mọi người bả quá. Cho lên hết tài lớn ghê. Trước đây mỗi ông là có bị cái nén. Thì hai lượt đầu nó phải bích con Gwen. Hai lượt đầu nó bích con Gwen thì nó sẽ không có Seraphine hoặc con Ash. Ê, được á. Được. Ban Kalista đi. Thằng quỷ Bengul nó chẳng ít nói nữa hả? Chắc chắn là quen của mình rồi. Nó đánh rừng mà nó bị cái kiểu đó hoài luôn á. Nó bị cái từ bên đất nghe qua luôn á. Nó mà nói nhiều thì nó mới hay được. Càng nhiều mình càng tăng nhiều là dư. Thằng này kỹ năng nó tốt mà nó nói ít quá à. Rồi, thế chiến thuật nha Senna nha. Ok, anh Bùi quyết định đây. Rồi, đến Senna đi. Cho nó add Seraphine lại. Kỹ năng tốt mà nó cứ làm đi lì hoài à. Xong rồi ví dụ 3 lượt mà chưa có miss nó xuống thì 3 cọc kia luôn nha anh Bùi. Cho cái loại hình nó đỡ con kia. Chúng mà tướng đánh phạm với Gwen thì được. Đó. Không, mình đánh lao vô. JC được nè. JC không? Không, JC nó không cần ba đâu, mình lấy Wukong trước đi. Wukong à. Wukong đi. Thế là còn nhiều tướng đi với Gwen không có. Wukong. Ari luôn ha, Ari Wukong. Ari luôn đi hậu em. Bắt luôn. Lượt 3 nó còn cây thì mình ban con trăm gen với con át là đẹp rồi. Phải bít át phải không? Không, lượt 3 chắc chắn nó phải bít át rồi, mình lấy Ari đi. Ok không? Vậy lấy xe vô đi ha. Xe vô. Tại vì mình lao vô mà. Được 3 chiếc chắc bích S ha. Là xong bích Pika ha. Tụi mình mở ngon rồi số hào đó không? Chúng băng không? Chúng băng chiếc 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 chiếc. Đi lên làm sợ. Từ từ. JC à. JC học cái nén thôi. JC có khỏi trời. Quýt đi nhìn nhỏ Lâm ha bụi ha. Rồi vậy đánh dắt luôn đi em. Dắt thì sao? Ngà mi bút ha. Mình dắt rồi mình bọc sau lưng nó mình quýnh á. Ờ, sao luôn. Ok nha. Ai nói hàng dạng hết e? Ê, ai nói hàng dạng hết e? Tính ra, tôi nói thiệt nha, tính ra nếu mà tính đúng nha, thằng Bengul với là thằng Hậu không phải là hàng dạng nha. Thằng Bengul với thằng Hậu không phải là hàng dạng nha. Có thể nói là, ví dụ như có thể nói quá hơn, nói chỉ trích nặng hơn xíu là Hero là tôi không thích thôi. Hero ngay cả tôi với là thầy Liêu là đều không thích thôi. Nhưng mà thằng Artifact với lại thằng Bengul là không phải hàng dạng nha. Nó không hợp thôi. do nó đánh không hợp, nó không hợp với lại thầy Liêu Năm Lộc thôi. Chứ sao mà nói hàng dạng được anh em. Tụi nó đánh hay mà, tụi nó kỹ năng cao mà. Ơ xin chào nha. Game này đề phòng con Gwen thôi. Đội hình nó Gwen là đam chính rồi, còn lại anh Bocky cần đồ rất là nhiều. Chứ đừng có rước. Nghe nè, đội hình nó tầm đó em nói thiệt phải có Gwen.
4-4 đánh cầm nó không cẩn thận nó qua trước rừng nha con bay đó nghe không. Chúng ta đến với bảng thi đấu thứ 3 của cặp trận đấu đầu tiên ngày thi đấu này. Mà Dương có ba bắt cái danh chạy Dương rồi kìa. Ủa chia tay à? Đánh đi đánh đi đánh đi đánh đi. Đánh nó sẽ bay sao vậy? Đánh luôn đánh luôn đánh luôn. Biết sợ tâm lắm. Hai anh em ơi. Nghe nè, nghe nè, chia ra phiên mấy nghe mít nha. Ê, hai dùm cái đó, hai dùm, không lấy, không lấy, không lấy. Chia ra phiên với có kỳ đang lên, đừng có rước mấy anh. Rồi, rồi, rồi. Đó thấy không, thằng Man Gun đó. Cảm ơn Tiến nha, thằng Man Gun thấy không, đánh đánh nó rất là ít nói luôn. Đó là giao tiếp luôn, ví dụ như nó xài chiêu nó cũng phải nói. Nó, ví dụ nó xài chiêu này nọ kiểu nó vô nó cũng phải nói mọi người à. Chứ cái này là thằng Man Gun nó bị từ cái bên E rồi nó ít nói lắm. Nó phải nói nhiều không? Tại vì nó một thằng mà gọi là người chơi, nó cũng phải nè, nó cũng là một trong những thằng mà đi đường có kỹ năng đó, nhưng mà nó ít nói lắm. Giống như kiểu bây giờ thằng Khải, thằng Xì Bọt này nọ kiểu đi, nói nhiều bài cước nha. Nói nhiều bài cước đó mọi người ạ. Nó nói nhiều bài cước nha. Không, cái này là trời ơi, cái này là thằng em tôi góp ý cho nó thôi. Thằng em tôi chấm từ cái thời SGB tới giờ, SGD tới giờ rồi. Tôi góp ý cho thằng em tôi. Trước khi đi tôi cũng nói với thằng em tôi rồi. Trước khi đổi với lại thằng DNK tôi cũng nói với anh em tôi rồi. Anh chết rồi, anh chết rồi. Chưa có ý rồi. Sao em ơi, không sao, không sao. Rồi lên, cắm mắt em TB vô. Mắt anh, mắt anh nè. Ừ, ok, ok. Nè, mắt anh nè, nha. Không, TB đánh luôn, TB đánh luôn. Thở lên nha, không có người đâu, đánh tới luôn đi. Cho Izo ăn được, cho Izo ăn được. Thích thật, thích thật, thích thật. Ờ, đó, nói nhiều vô, mà nói nhỏ quá vậy, âm lượng lớn lên em. Biết qua, biết thôi. Chợ không chợ. Rồi, 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 đánh tới, cứ đánh tới đi, cứ đánh tới đi, cứ đánh tới đi. Ok, lên top luôn anh em, lên à, để em lên đẩy top cho. Không, này tập đi top rồi nó cứ kiểu mềm mềm, móng mỏng sao á. Em bực tên luôn này. Có em nhiều nha thi. Người ta hướng nội à. Đó như cái pha này nè, ví dụ đi, tôi nói đi như cái pha này nè. À, em vô được nè, em top biến em vô nè, em top biến em vô nè. Em tới 5 thằng, em tới 4 thằng nè. Chưa vô vô anh em ơi. Ờ, kiểu vậy. Có tiền không đó? Giết xe pin, giết xe pin. Ai nè? Để cho đồng đội biết là nó chuẩn bị vô. Ai bắt. Ok. Có đồng, có bao rồi luôn á. Thôi thôi, cầm đi, cầm đi, cầm đi, cầm đi, cầm đi, cầm đi, cầm trước đây, cầm trước đây. Nó còng rừng, nó còng rừng. Cái đó không đói nha, cái đó không đói cho mọi người. Tại vì nè, để tôi nói cho mọi người cái hay của cái khúc đó là như thế nào. Tại vì ở đây nè, đây là ba đứa này, bốn đứa này nó quýnh một cánh, đúng không? Và nó đang bị quýnh lui. Nó đang quýnh lui về đó, đúng không? Thì thằng Ben Gun ở phía sau nó kêu phải, nó phải nói rồi, mới nãy tôi mới nghe nó từ từ em ở phía sau đó, thì nó tới đây là nó nói em vô được cho tụi này nó biết, nó có động thái nó vô chung okay. Một nhịp đó, nó có động thái vô chung một nhịp. Không tác có kỳ không đó, tại vì nó đứng một góc mà, nó đứng một góc, mình đang đứng một góc nè, thì phải giao tiếp chứ. Có động thái bao giờ luôn á. Cầm chết, cầm chết, cầm chết, cầm chết, cầm chết, nó còng rừng, nó còng rừng. Nó đánh trả ơn thì lại cút anh ba. Mít luôn, mít luôn, mít luôn, mít luôn. Tôi không quan tâm, thì tôi không quan tâm. Tại vì trên cơ bản là thằng Ben Gun là Hero TP sau nữa, Hero TP sau nữa. Muốn góp ý vậy thôi, còn nghe được. Gá nè, gá nè, gá nè, gá nè. Thắng thì tôi nói hay, thua thì thôi, TP dở vậy thôi. Gá, phê, 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 phê. Rồi đánh lên được, đánh lên được. Đánh lên được, có kỹ chết kìa. Ok, với cờ quen như ok. Ai bao lâu, bao lâu, bao lâu, bao lâu, bao lâu, bao lâu. Muốn mở trước mình đó nha. Mắt này, mắt đi, mắt. Cảm ơn em nhiều nha, đã vui niềm tĩnh thật. Anh xe phim. Chào hết lát. Xe phim ông lát, xe phim ông lát. Nó như hậu béo thấy không, như hậu béo thấy không. Con thì con. Xe phim, xe phim, xe phim luôn. Dứt luôn, dứt luôn, dứt luôn. Thấy hậu béo không? Biết anh nam ơi, đã biết rồi. Mày này đâu? Rồi xuống được không anh? Rồi xuống để mang rồng. Thông tin vừa đủ. Anh đã đẩy mít đi nào. Đẩy đi anh, đẩy đi em solo cho. Nghe nói là tụi nó lát rồi nè, tụi lát rồi nè. Xe phim lát rồi đúng không? Xin chào không lát luôn, xin chào không lát luôn. Mùa này rồi cũng bị hết. Phải làm sao? Quăng rờ lấy trụ, quăng rờ lấy trụ. Khoa lên đây Khoa. Có anh Tiến à. Chứ giờ có coi, có, cũng giờ có coi chứ. Canh qua được á, canh qua đánh được anh em. Nhưng mà TF mùa này đánh hay, mùa này đánh đồng đều hơn. Mùa này đánh đồng đều hơn. Phải nó lại hơn mùa trước á. Nó đúng hơn là hay hơn mùa trước. Mùa trước đã hay rồi, mùa này hay hơn nữa. Em quay sao anh quá, em quay sao anh luôn.
mất đi quay xe nè, quay xe nè. Rồi, em được anh em. Đó cả cần tha đó. Anh được. Từ từ thôi, chủ nè. Được viên không lát. Hai. Mấy ta này của Su Hào á, xe vô đi của Su Hào nè. Đánh nhà. Mấy ta này của Su Hào. Em đánh hơi đầu châu chứ nha. Ê. Ai sợ. Mày đây. Nhưng mà cậu. Em đi để cho đéo á, AD cam mà. Em đi để xe lép anh đi cầm. Vậy là chúng ta đã tìm ra được hai truyền nhân của celebrity. Em Nghĩa, em SD. Thằng SD cũng tên Nghĩa đúng không? Thằng SD cũng tên Nghĩa mọi người ạ. Thằng SD cũng tên Nghĩa luôn. Team Secret đó là chỉ cần thằng Penguin nó mở miệng nhiều thêm xíu nữa là ghê nữa, là hay nữa. Penguin nó ít quá.